thay vì chúng ta tốn thời gian ngồi trên bàn phím để mà fighting, tranh luận quan điểm với nhau về những điều mà bản thân mình cũng không biết nó có thật hay không, mình chỉ nghe người này người kia nói đồn đãi, trong khi cái việc thiết thực nhất mình có thể làm đó chính là sao? Vực dậy cái ý thức sống của mỗi con người. Và cái điều này nó là thật, nó là thực tế, đó là cái sự xả rác, thiếu ý thức của du khách cũng như rằng là người dân buôn bán ở trên những cái bãi biển đẹp của những khu du lịch. Và những cái điều này á, mặc dù nhìn thế nó có phải là những cái điều cảm thấy rằng nó bình thường, nó nhỏ nhặt, nhưng nó là cái nền tảng cho những cái mà mình sẽ vô tình mình mất đi, và mình vô tình mình tiếp tay cho cái sự hủy diệt môi trường, hủy diệt cái nguồn sống của từng cá thể cũng như là của cả một cộng đồng, cũng như một xã hội.